Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Trong số các bạn đang theo dõi video này thì có bao nhiêu bạn đang dùng iPhone ạ? Các bạn hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và có bao nhiêu bạn là trong thời gian sắp tới các bạn muốn mua những sản phẩm iPhone đời mới ạ? Cũng có thể để lại comment cho mình. Và có bao nhiêu bạn trong số các bạn đang theo dõi video này các bạn muốn iPhone có cổng sạc USB Type-C ạ? Cũng có thể để lại comment nhé. Nghe chừng có vẻ để lại comment hơi nhiều đúng không nào? Nhưng thôi, chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ nói về cái việc là iPhone sẽ ra sao sau cái quy định bỏ cổng Lightning tại châu Âu. Đấy, thế thì mình có đọc ở trên rất là nhiều những cái báo công nghệ, kể cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Đấy thì ngày mùng 7 tháng 6, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu đã thông qua dự luật dành cho các công ty sản xuất thiết bị điện tử. Trong đó các thiết bị như là smartphone này, máy tính bảng và tai nghe đều phải trang bị cổng sạc USB Type-C. Và kế hoạch này thì sẽ có hiệu lực từ mùa thu năm 2024. Đấy, tuy nhiên là để dự luật có thể thông qua được ý, thì phải vào ngày mùng 1 tháng 9 thì mới có cái thông tin chính thức là liệu cái dự luật này có chắc chắn được thông qua hay không. Và nếu mà chắc chắn được thông qua thì nó sẽ có hiệu lực sau 20 ngày, nhưng mà khả năng cao là sẽ được thông qua thôi. Đấy, thế thì chúng ta sẽ để ý nhá, các cái thiết bị như kiểu là smartphone này, máy tính bảng và tai nghe này. Thế thì đối với những sản phẩm của Apple thì sao? Máy tính bảng là bây giờ là Apple là sử dụng sạc Type-C rồi, đúng không ạ? Đấy, mấy cái con iPad là mình trên tay mở hộp cho các bạn là đều sử dụng sạc Type-C rồi này. Tai nghe thì bây giờ là Apple họ đã chuyển sang tai nghe True Wireless rất là nhiều rồi. Còn lại thì những cái tai nghe có dây của Apple thì sử dụng sạc cổng Lightning đấy. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà những cái tai nghe đó mà nếu mà trong tương lai mà Apple mà vẫn bán nữa ấy, mà vẫn có dự định muốn bán nữa thì là bắt buộc những cái tai nghe đó là phải chuyển sang cổng Type-C. Và biết đâu đến một ngày đẹp trời chúng ta có thể sử dụng một cái tai nghe của iPhone cho các thiết bị Android thì sao? Đúng nào? Đấy, ngày trước là sử dụng chung rắc cắm 3.5 thì còn được, chứ bây giờ là không cắm được, đúng nào? Thì nếu mà chuyển sang cổng Type-C thì sẽ được. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bàn tới smartphone thì sao? Đấy, smartphone thì chính là iPhone đấy. Đấy, thế thì đây là cái mà mình nghĩ là rất nhiều người quan tâm tới này. Nhiều anh em có hỏi rằng là liệu với cái quy định này thì năm nay iPhone 14 đã được trang bị cổng Type-C hay chưa? Thì câu trả lời đấy là iPhone 14 năm nay không bắt buộc phải trang bị cổng Type-C, bởi vì là cái hiệu lực này sẽ có trong vòng khoảng 2 năm nữa. Nghĩa là Apple sẽ có 24 tháng để chuẩn bị, và iPhone 16 lúc đấy là sẽ là thế hệ iPhone 16 rồi. Đúng là không biết là Apple đặt tên như nào, nhưng mình nghĩ là khả năng vẫn là sẽ iPhone 16 thôi. Thế đối với cả iPhone 14 ấy, bây giờ chúng ta cũng chưa biết là liệu sẽ dùng Type-C hay là Lightning. Nhưng nếu như nhá, Apple muốn trang bị Lightning chẳng hạn thì bây giờ cũng không thể thay đổi nữa, bởi vì là sản xuất thì chắc là họ cũng đã sản xuất xong hết rồi. Chỉ có chờ cái ngày đến tháng 9 thôi, cũng chỉ còn 3 tháng nữa thôi là sẽ được công bố ra thôi. Chúng ta sẽ xem là cái thị phần iPhone của Apple ở châu Âu sẽ là bao nhiêu phần trăm. Cái thị phần iPhone của Apple ở châu Âu nó rơi vào khoảng 25%, nghĩa là 1/4 đấy nhá, cũng khá là lớn. Đấy, thế thì sẽ có những cách nào mà Apple sẽ có thể làm đối với những cái sản phẩm iPhone của mình. Cái cách thứ nhất, nhiều mình nghĩ là cách này sẽ rất khó xảy ra, đấy là Apple sẽ sản xuất iPhone dành riêng cho thị trường châu Âu với cổng sạc là cổng Type-C, còn các cái thị trường khác thì sẽ cổng sạc sẽ vẫn để là Lightning. Cái điều này thì mình nghĩ là nó không phải là phi lý đâu, bởi vì Apple cũng đã từng sản xuất cho một số những thị trường nó rất là đặc biệt, ví dụ thị trường Hồng Kông chẳng hạn là sẽ có hai SIM vật lý nếu mình nhớ không lầm, hay là hình như là thị trường Trung Quốc hình như là không gọi là FaceTime Audio hay cái gì đấy, đúng không? Đấy, mình cũng không kỹ lắm, nhưng mà đại loại là cũng có nhiều cái mà nó đã khác biệt rồi. Trong mỗi thị trường nó sẽ có những khác biệt khác nhau nhé. Hay đơn giản ví dụ những hãng khác không phải là Apple đi, ví dụ như là Xiaomi chẳng hạn, thì các bạn thấy đấy, vừa rồi mình mở hộp cái Red Magic 7 đấy, thì cái sạc cho thị trường quốc tế cũng như thị trường Việt Nam nó là sạc 67W, nhưng mà sạc cho thị trường Trung Quốc thì nó là 120W cơ, đúng nào? Nghĩa là có rất là nhiều những phiên bản mà kể cả những sản xuất khác họ làm. Tuy nhiên với Apple ấy, mà nếu mà để cổng sạc mà nó khác nhau nhé, thì đây sẽ là một cái sự khác biệt vô cùng lớn đấy, và nó sẽ khiến cho cái việc không đồng bộ giữa các cái sản phẩm của Apple, và nó sẽ tạo ra cái sự phân mảnh trong các sản phẩm của Apple, và đây sẽ là cái điểm yếu. Đấy, và mình nghĩ là họ sẽ không làm cái điều này. Các bạn biết rồi đấy, Android cùng một cái hệ điều hành nhưng mà có rất nhiều nhà sản xuất tham gia vào làm, nên là nó bị phân mảnh rất là nhiều. Nhưng mà iOS thì tất cả các sản phẩm đều rất là giống nhau về nhiều yếu tố. Đấy, nên là cái khả năng là để sạc Type-C ở châu Âu xong rồi sạc Lightning ở các thị trường khác là gần như không có. Đấy là đứng dưới góc độ mà mình đang phân tích nhá. Tiếp tục nào,
Nếu giả sử như những thiết bị iPhone mà chỉ sử dụng cổng sạc Type-C, nghĩa là Apple sẽ để Type-C cho tất cả các thị trường ở trên thế giới này, thì có thể thôi họ sẽ bỏ luôn cổng sạc Type-C ra khỏi hộp đấy. Các bạn cứ để ý mà xem, cũng có thể là để bảo vệ môi trường đấy, khả năng cao sẽ là như thế. Bởi vì Type-C bây giờ chúng ta có thể sử dụng được của các thiết bị Android được rồi cơ mà, đúng nào? Đấy thì có thể là họ sẽ làm cái cách đó rồi. Và sẽ còn một cái cách khác nữa, đấy là có thể Apple sẽ không sử dụng cổng sạc. Các bạn không nghe nhầm đâu nhá, có thể Apple sẽ không sử dụng cổng sạc, bởi vì đã từng có một số những tin đồn cho rằng là Apple sẽ chỉ sử dụng sạc không dây cho các thiết bị của mình trong tương lai. Đấy, thì không biết là tương lai như nào, nhưng mà đây sẽ là một cái lý do, nghĩa là họ chỉ cần cái lý do thôi, đây có thể là một cái lý do khiến cho họ làm cái điều đó sớm hơn. Đáng lẽ ra là có thể là họ có thể để khoảng 4-5 năm nữa họ mới làm, nhưng mà chính vì châu Âu họ có quy định như vậy nên thành ra là có thể là cái điều này nó sẽ đến sớm hơn đấy, là việc bỏ luôn cả cổng sạc đi. Cái điều này hoàn toàn có thể đấy nhá. Và như thế thì chúng ta sẽ chỉ dùng sạc không dây. Thế nếu mà cái điều đó xảy ra là sự thật thì sao? Thì thứ nhất, Apple sẽ rất có lợi ở cái chỗ là chúng ta sẽ phải mua thêm sạc không dây. Nếu như chúng ta mua thêm sạc không dây của họ thì giá sẽ vô cùng đắt, xin nhắc lại là vô cùng đắt. Điều này cũng đã xuất hiện rồi, bởi vì là ngày trước là họ cũng đã bán kèm cái cây bút, đúng không nào? Họ bán kèm bút này, giá vô cùng cao này, bán kèm bàn phím cho các cái thiết bị iPad này với mức giá cũng gọi là trên trời luôn. Một cái rẻ lau của nó 500.000 cơ mà, đúng nào, huống chi là một cái sạc không dây. Đấy. Thế thì trong cái trường hợp tiếp theo nữa là chúng ta sẽ mua sạc ở bên thứ ba, đúng không ạ? Thế thì cũng nhiều bạn bảo là ui rồi, bây giờ bỏ ra tiền mua cái iPhone 16 luôn, có thể là iPhone 16, bỏ ra mấy chục triệu mua iPhone 16 này, đi ra mua cái sạc không dây của tàu, nghe chừng là không ổn lắm. Thế là lại quay ra mua đồ Apple. Các bạn để ý mà xem, mình nghĩ là phải quá nửa là sẽ mua đấy. Đấy, vậy nên sẽ là một vấn đề nhá, nghĩa là họ sẽ không dùng cổng sạc luôn. Đấy, một khi anh mà đã tức là anh tức hẳn luôn. Đó, đợi chậm. Thế lại một cái câu hỏi nó đặt ra đấy là, thế nếu mà trong tương lai ngắn mà Apple vẫn phải sử dụng cổng sạc Type-C, thì liệu Apple có cho iPhone sạc nhanh hơn hay không? Thì câu trả lời là không biết. Bởi vì sao? Bởi vì là có thể không, nhưng mình nghiêng về khả năng nhiều hơn là nhanh hơn nữa thì có thể là không đấy. Bản chất là nếu mà sử dụng sạc Type-C như thế, việc hỗ trợ sạc nhanh hơn nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình lấy một cái ví dụ này cho các bạn này. Ví dụ như là iPad đi, iPad Pro 12.9 inch 2021 mới chỉ hỗ trợ như sạc 18W hay là 20W gì đó. Thế thì cũng không có lý do gì khiến cho iPhone bây giờ tự nhiên lại đùng lên sạc 30W hay là 45W cả. Còn cái việc là nếu mà bây giờ các bạn kỳ vọng là iPhone mà sạc lên tầm khoảng 90W hay 100W, 120W ấy, thì đừng có mơ, đấy là mình nói luôn. Đấy, mặc dù là về bản chất là sạc Type-C cũng có thể hỗ trợ được cái đó, nhưng mà mình nghĩ là khó lắm. Đấy, thì đây là những cái mà mình tổng hợp được ở trên mạng. Các bạn cảm thấy sao? Và các bạn kỳ vọng gì ở cái việc là Apple sử dụng sạc Type-C hay là bỏ luôn? Cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của các sản phẩm iPhone tại Hoàng Hà Mobile. Bây giờ thì chưa đến iPhone 14 đâu, nên là anh em vẫn có thể mua iPhone 13 series, iPhone 11 hay là iPhone 12 series tại Hoàng Hà Mobile đều được. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Xê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.